đây mình có một cái tô được các bạn. Giờ mình sẽ múc cái phần chè chuối ra. Đó. Cái chè chuối thì các bạn nấu vừa thôi, đừng có nấu đặc quá thì nó sẽ sệt chút xíu nữa, đặc quá là nó nguội thì nó sẽ đặc lại lắm á các bạn. Thế các bạn nấu vừa sệt sệt thôi. Cái bột khoai một bán mình đó bạn, cái hột nhỏ nhỏ li ti thấy dễ thương không? Đó thì các bạn sẽ đổ nó, múc nó ra phần tô như vậy. Chuối này thì nó chín thể rất ngọt đó các bạn cứ múc ra phần tô nha. Chào các bạn đã trở lại với kênh Cắt Thời Gian. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một món chè chuối, là ở đây mình có tầm khoảng nải chuối cỡ 8 lạng và một lạng bột khoai, một lạng bột bán, một ống vani nha các bạn, và một ít lá dứa. Nếu các bạn nào dùng lá dứa thì khỏi dùng vani cũng được, còn nếu các bạn dùng hai cái cho nó thơm luôn cũng được. Ở đây mình có một chén nước cốt dừa nhất nha các bạn, và một lít nước cốt dừa nhão, 4 lạng đường. Thì bây giờ cái phần chuối thì các bạn lựa cái phần chuối chín, hơi chín thôi chứ đừng có chín quá, cũng đừng có sống. Nếu sống thì các bạn hôm mới chín tới các bạn nấu thì nó hơi chát, còn nó chín quá thì mình nấu nó sẽ không được ngon, nên nó chín vừa tới thôi nha các bạn. Và ở đây thì có một khoai một bán là mình ngâm trong tầm khoảng là 3 tiếng đồng hồ. Thông thường thì các bạn mua cái bột khoai này nó có màu xanh hoặc màu đỏ, còn này là mình mua màu trắng không nha các bạn. Ngâm tầm khoảng 3 tiếng là nó sẽ mềm. Bây giờ mình đã rửa sạch và vớt qua đây. Mình có một ít lá dứa mình cũng đã rửa rồi. Thì cái phần chuối bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần chuối trước, xong rồi mình sẽ làm nấu cái phần nước cốt sau ha các bạn. Chuẩn bị mình luộc chuối thì các bạn cho vào đây tầm khoảng 1 muỗng muối hột trong nước nha. Trong một cái tô nước mình để sẵn thì các bạn cho 1 muỗng muối hột vô để mình luộc chuối mình bỏ vô các bạn. Thì bây giờ mình sẽ luộc chuối nha các bạn. Cái phần chuối này thì các bạn sẽ mình hướng dẫn các bạn luộc để ra mình nó không có bị, nói chung cái cùi nó hơi dai, mình sẽ cắt nó. Khi các bạn luộc hết ra như vậy nè, đó thì các bạn lấy luôn cái đường chỉ chuối nha, chứ không là nó sẽ bị chát cái phần chuối mình đó. Thì các bạn lột xong như vậy các bạn sẽ thả vào thẳng trong cái thau nước muối mình đó các bạn. Đó các bạn thả thẳng vào thau nước muối mình nha. Đó thì đây mình mới lột có một trái, các bạn thả thẳng vào thau nước muối. Cái thau nước muối là nó giúp cái phần mũ chuối của mình đó các bạn, nó giúp cái phần có mũ chuối của mình nó sẽ ra hết trong cái thau để không còn mũ nữa, tại vì mũ cái chuối này nó rất là bị chát á. Thì các bạn cứ lột, khi mình lột thì mình cứ thả vào thau nước để cho cái phần trái chuối mình nó không được nó sẽ hết cái chất mủ và nó sẽ không còn bị chát hết các bạn. Cứ bên phần nào mà chẳng hạn như còn lại một hai cái chỉ của nó thì các bạn lấy hết. Ở phần này mình có sót một cái hai chỉ, một chỉ nha các bạn. Đó thì các bạn lấy cái phần chỉ này luôn. Nó về để tránh trường hợp nó bị chát nha. Thì đây mình sẽ lột các bạn, mình lột hết cái phần chuối nè. Đó thì cái nải chuối này nó cũng nhỏ nhưng mà nó nhiều trái á các bạn. Khi các bạn nào lựa thì các bạn sẽ chọn cái trái chuối bự hơn một tí xíu. Cái nào mà người ta lót cái phần cái giấy người ta để nó hơi bị dập á thì các bạn sẽ cắt bỏ nó đi nha. Thì mình lấy cho nó kỹ kỹ một tí xíu thì nó đỡ bị chát phần chuối. Đó thì bây giờ mình cũng đã lấy xong phần chuối rồi nè các bạn, và mình để ngâm ở trong nước muối này tầm khoảng cỡ 10 phút nha. Giờ mình ngâm được 10 phút nè các bạn, thấy nè, đó cái phần chuối mình nó trong và nó sạch hết cái phần mủ nè nha các bạn. Đó các bạn có thể dùng tay và mình sẽ rửa cái phần chuối này. Bây giờ các bạn đi rửa sạch cái phần chuối này và để ráo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm nha. Các bạn rửa xong cái phần chuối này sạch rồi nè. Đó các bạn thấy không, nó rất là đẹp. Cái phần chuối mình thì các bạn cho qua một bên, mình đặt một cái thau hồi nãy của mình luộc chuối vô trong đây, thì các bạn chét cái phần nước đó ra cho nó ráo cái tô mình nha. Thì khi các bạn đặt cái phần chuối đó qua rồi, cái tô qua rồi, thì các bạn dùng cái chuối các bạn sắc xéo. Các bạn sắc cái chuối nhỏ, các bạn sắc tầm khoảng là 3 miếng thôi.
Đó, còn nếu các bạn nào không thích thì mình sẽ để nguyên cái trái nha, khỏi phải sắc. Nhưng mà mình nghĩ sắc ra cái phần chuối mình nó thấm và nó sẽ ngọt hơn. Cái nào bự quá thì các bạn có thể sắc làm 4, mà nhỏ thì các bạn có thể sắc làm 3 thôi. Sắc hơi xéo xéo để miếng chuối mình nó được đẹp hơn tí xíu á các bạn. Đó thì các bạn sắc cái hết cái phần chuối mình nha. Bây giờ các bạn sắc xong cái phần chuối mình rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ cho, hồi nãy ở trong đó mình có đặt tổng khoảng 4 lạng đường, thì các bạn sẽ cho vào đây tổng khoảng 2 lạng đi. Các bạn cho vào đây tổng khoảng 2 lạng đường là nó một nửa cái số đường của mình đó các bạn. Thì một nửa đó tương tương hai giá như vậy. Thì các bạn cho vào hai giá này thì các bạn sẽ dùng cái ta cái mình dùng mình xóc lên như vậy nè các bạn. Các bạn dùng tay xóc lên để cho nó đều, tránh trường hợp bỏ muỗng vô là cái phần chuối mình nó sẽ bị bể ra. Thì nếu như các bạn để nguyên trái thì các bạn có thể dùng một cái muỗng nhỏ các bạn đảo phần đường mình ướp sơ qua. Nhưng mà các bạn sắc cái phần chuối này ra rồi thì mình sẽ dùng cái tay mình đảo cái phần thau mình lên như vậy. Đó thì cái phần đường nó ướt cái phần chuối ra nè các bạn. Thì mình sẽ ngâm phần đường với chuối ra trong khoảng cỡ 15 phút. Thì sau 15 phút đó thì mình chờ đợi, thì mình sẽ đi nấu cái phần nước cốt dừa nha các bạn, và phần bột khoai bột bán. Mình có tổng khoảng 1 lít nước cốt dừa dảo thì để mình sẽ cho vô phần nồi sau. Còn có phần lá dứa này nè các bạn, bây giờ mình sẽ đi đập ra rồi dùng một sợi dây để cột lại. Bạn đập ra và dùng sợi dây cột lại như vậy nè bạn. Tại vì phần lá dứa thì đập ra nó mới thơm được. Thì mình sẽ để cạnh ở bên cái bột khoai này. Bây giờ mình sẽ cho cái nồi và đổ nước cốt dừa dảo vô nha. Phần nước cốt dừa dảo thì mình có tầm khoảng 1 lít nước cốt dừa dảo các bạn. Mình sẽ đổ vô, còn nước nhất mình sẽ chừa lại nha các bạn. Khi các bạn đổ vô đây thì mình sẽ cho vào đây tầm khoảng là một ít muối hột. Và mình sẽ bắt lên nấu cái phần nước dừa này cho nó sôi các bạn. Sẽ bắt lên phần bếp và bật ra. Khi các bạn bật ra thì các bạn dùng một cái đồ các bạn giá, các bạn quậy xung quanh này cho phần nước dừa mình nó sôi lên. Khi phần nước dừa nó sôi lên thì các bạn canh nó nha. Bây giờ sẽ đợi cho nó sôi lên một tí xíu. Cái thời gian mình đợi cái phần nước cốt dừa nó sôi đó các bạn, thì ở đây cái lá dứa của mình là bột khoai bán và nước cốt dừa nhất, hai lạng đường và chuối của mình, các bạn nhìn theo. Sau có 10 phút mà chuối mình nó phần đường nó ướm rất là ngon luôn. Ở đây thì mình có tổng khoảng một muỗng cà phê bột năng các bạn, mình quậy ra nước nhẹ. Hồi nãy mình có quên đưa lên cho các bạn đó. Giờ mình sẽ quậy nhẹ nước và để sẵn một bên đây một hồi tí xíu là mình dùng nha các bạn. Thì bây giờ trong thời gian các bạn đợi cái phần nước dừa, nước dảo nó sôi thì các bạn lâu lâu sẽ kiểm tra một lần, chứ sợ nhiều khi nó sôi mình không để ý là nó sẽ trào đó. Cái phần nước cốt dừa nó đang sôi nhẹ lên được các bạn, thì các bạn sẽ dùng cái giá các bạn đảo xung quanh một tí xíu nha. Đó, rồi các bạn sẽ canh nó sôi. Lúc này các bạn bỏ đi là cái phần nước dừa của mình đó, nó sẽ trào lên là nó sẽ hết cái phần nước cốt thôi các bạn. Thì khi cái phần nước cốt này nó sôi lên như vậy này đó, các bạn thấy nó sôi chưa, thì mình sẽ cho cái bó lá dứa vô đây. Thì mình sẽ dùng một cái sợi dây màu trắng cột, các bạn từng cái dùng cái sợi dây thun hoặc là sợi dây màu cột là nó sẽ ra màu, nó bị đắng đó. Thì mình sẽ cột nó lại và gọi đều nó một tí xíu. Thì các bạn đợi cho nó sôi bùng lên nha. Nó cốt mình bây giờ nó sôi bùng lên rồi, các bạn cho hết cái phần bột khoai bột bán của mình vô để nấu nha. Là mình sẽ cho hết bột khoai bột bán mình vô đây để mình nấu cho nó mềm á các bạn. Các bạn phải nấu cho nó thiệt mềm. Đó thì khi cho vô thì mình sẽ dùng một cái giá, các bạn đảo sơ nó đi. Các bạn đảo sơ, các bạn nấu cho thiệt mềm đi. Thì bây giờ cái phần bột khoai bán mình đã sôi lúc bốc lên các bạn. Khi nó sôi thì có bột bán hơi nhỏ nhỏ nó sẽ nổi lên phần mặt này. Đó các bạn thấy không? Nó chín là nó sẽ nổi lên phần mặt, còn nếu nó chưa chín thì nó nằm mấy dưới. Thì cái phần bột khoai với bột bán này các bạn ngâm tầm khoảng 3 tiếng đồng hồ, còn không các bạn ngâm qua đêm, sáng mai các bạn nấu. Thì các bạn rửa sạch thì các bạn nấu á, chứ không là cái phần này nó có hơi vị chua đó các bạn.
Đó thì bây giờ nó nổ đều lên hết phần mặt này các bạn thấy không? Đó, và nó nổ đều hết lên nhà. Thì mình sẽ dùng cái giá mình đảo sơ ở dưới đi, nó không còn phần nào ở dưới nó sẽ làm bị khét cái nồi á các bạn. Đó, các bạn đảo và các bạn để cho nó sôi, nó chín đều hết cái phần bột khoai với bột bán đi nha. Khi cái phần bột khoai với bột bán này nó sôi và chín đều thì nó sẽ nổi lên phần mặt như vậy á. Thì hồi nãy còn lại 200 g đường mình sẽ cho hết vô luôn ha các bạn. Đó, khi nó chín rồi các bạn mới cho đường nha. Đó, còn 200 g đường thì các bạn cho hết vô. Còn nếu các bạn nào ít ăn ngọt thì các bạn có thể giảm cái đồ ngọt lại, các bạn có thể cho 100 g đường. Khi các bạn cho 200 g đường vô thì các bạn quậy đều lên cho nó sôi đều hết đi, xong rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp. Cái phần đường mình nó sôi với lại cái phần bột khoai bột bán nó sôi lên hơi lớp bốc này các bạn, thì các bạn đổ cái chén nước cốt dừa cốt á. Chén nước dừa cốt các bạn đổ hết vô trong cái nồi nha. Đó, thì các bạn có thể quậy đều lên. Cái nước dừa này mình mua ngoài chợ người ta vắt, còn nếu các bạn nào không mua ngoài chợ vắt thì các bạn có thể dùng nước dừa lon hoặc là nước dừa bịch đó các bạn. Đó, khi mình đổ vô rồi thì mình cũng quậy đều nó lên. Đó, nó rất là thơm mùi lá dứa và mùi nước cốt dừa luôn á các bạn. Thì các bạn quậy đều nó lên và cho nó sôi lại một lần nữa nha. Khi mà nó sôi lại một lần nữa như vậy nè, thì ở đây là cái phần chuối của mình nè các bạn. Đó, cái phần chuối hồi nãy đâu giờ đường nó ra ướt như vậy nè, thì mình sẽ đổ hết vô trong cái phần nồi chè của mình. Các bạn nhớ đổ nhẹ nhàng nha, chứ không nó sẽ văng nước sôi lên người các bạn á. Thì mình sẽ vét hết cái phần đường này xuống. Thì các bạn có thể là lấy nước tráng hoặc là dùng một ít nước ở trong phần này nè, các bạn tráng hết cái phần đường này xuống luôn. Các bạn tráng hết cái phần đường xuống. Khi mình cho chuối vô và tráng hết phần đường xuống thì các bạn quậy nhẹ và sẽ cho đồ lửa trung bình. Hồi nãy giờ mình nấu là mức lửa cao ha các bạn. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ cho đồ lửa trung bình. Còn nếu các bạn nào nấu chưa quen á, thì các bạn cho đồ lửa trung bình từ đầu để mình canh cho nó đều chẳng á. Đó, thì cái phần lá dứa này chút các bạn á, sẽ vớt ra bỏ. Còn còn cái vị lá dứa thì mình chỉ nấu cho nó thơm thôi các bạn. Mình sẽ vớt ra bỏ, các bạn nhìn cái phần chuối mình nè. Rất ngon không? Thì cái phần chè chuối các bạn nấu nó hơi lỏng lỏng thôi, chứ đừng có lỏng quá mà cũng không đặc quá ha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ để sôi. Đó, các bạn thấy không? Phần này nó hơi lỏng lỏng tại một hồi nó nguội lại á, thì nó sẽ sánh lại thêm một xíu xíu nữa các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho nó sôi lên đi. Thì bây giờ nó sôi hơi lấp bấp nữa thì các bạn sẽ cho vào đây một tí xíu muối hột để cho nó cân bằng cái độ ngọt mình lại ha. Các bạn đừng có sợ mặn nha, tại vì cái độ muối vô là nó sẽ cân bằng cái độ ngọt mình lại hết, nó sẽ vừa. Tới giờ thì các bạn sẽ để cho nó sôi lên. Giờ nó sôi lên lấp bấp và vừa đó các bạn. Thì mình sẽ dùng cái giá và đảo nhẹ nó một tí xíu. Đó các bạn thấy không? Nó vừa thôi chứ đừng có cho là đặc quá hay đừng cho lỏng quá ha các bạn. Thì giờ mình sẽ dùng một cái đũa, mình sẽ gấp cái phần lá dứa ra ngoài mình bỏ ra nha các bạn. Thì các bạn gấp phần lá dứa ra. Thì nó rất thơm luôn các bạn. Khi các bạn gấp hết cái phần lá dứa ra rồi thì mình sẽ dùng cái giá và sẽ đảo đều cái phần nồi mình lên tí xíu. Thì bây giờ các bạn cho sôi lại rồi mình sẽ cho một ít bột năng ha. Và nó sôi lên như vậy thì mình có tầm khoảng một muỗng cà phê bột năng thì các bạn sẽ quậy đều. Khi các bạn đổ thì các bạn đổ cho từ từ nha. Đó, khi mình dùng trước là ở đây là một bên tay này các bạn sẽ dùng một cái giá và bên này mình sẽ đổ hết cái phần bột năng rồi một muỗng lên, các bạn sẽ quậy đều với lại cái phần chuối của mình đó, cái phần chè chuối của mình. Các bạn coi cái độ sánh nó thử ra sao. Mình không nhất thiết phải đổ hết một muỗng bột năng cà phê nha các bạn, nhưng các bạn sẽ đổ vô một muỗng và các bạn sẽ kiểm tra cái độ sánh nó nè. Ví dụ như cái độ sánh các bạn chưa được thì các bạn sẽ đổ thêm một muỗng nữa. Tại muỗng cà phê mà mình quậy ra này là quậy ra phần nước rồi đó các bạn. Đó, thì các bạn quậy đều lên để kiểm tra độ sánh. Các bạn đừng đổ nhiều quá nha, nhiều quá là một hồi cái phần chè chuối này nó nguội lại, nó sẽ sánh lại á, là nó sẽ đặc quá,
thì mình dùng cho tầm khoảng 2 muỗng thôi các bạn. Thì bây giờ các bạn cho nó sôi lớp bốc lên một tí xíu nữa. Đó, thì giờ nó đã sôi lên thì các bạn cho cái phần một củ vani vô. Còn nếu các bạn nào dùng vani cái dạng vani nước cũng được các bạn. Đó, thì mình sẽ gọi đều cái phần vani với lại phần chè của mình lên. Đó, khi các bạn quậy đều lên thì các bạn cho sôi lại rồi mình sẽ tắt ga sau nha. Đó, các bạn thấy không? Cái phần này nó sôi nó rất là ngon luôn. Đó, sôi vừa nó bốc các bạn canh nghe, cái phần nước cốt dừa thì nó dễ bị trào đó. Cái phần chuối của mình á, thì nó vàng ươm và nó chín, nó sẽ nổi lên trên phần mặt đó các bạn. Đó, các bạn nhìn nó sôi và sôi cái độ sánh nè. Đó. Cái độ sánh như vậy một tí xíu nữa nó nguội nó sẽ sánh lại nữa nha các bạn. Đó, các bạn thấy rất con không? Mình sẽ dùng một cái tô và mình sẽ múc ra nha. Thì giờ thì các bạn có thể tắt ga và dùng một cái tô múc ra. Ở đây mình có một cái tô nè các bạn, giờ mình sẽ múc cái phần chè chuối ra. Đó. Cái chè chuối thì các bạn nấu vừa thôi, đừng có nấu đặc quá thì nó sẽ sệt chút xíu nữa, đặc quá nó nguội thì nó sẽ đặc lại lắm á các bạn. Thì các bạn nấu vừa sệt sệt thôi. Cái bột khoai bột bán mình đó bạn, cái hộp nhỏ nhỏ li ti thấy dễ thương không? Đó, thì các bạn sẽ đổ nó, múc nó ra phần tô như vậy. Chuối này thì nó chín thể rất ngọt đó các bạn cứ múc ra phần tô nha. Đã múc xong rồi rồi bạn, hồi nãy cái phần đậu phụng á mình mua chưa đem về nên mình sẽ không đưa các bạn, giờ mình rang chín rồi nè. Cái phần chè chuối thì phải có đậu phụng thôi các bạn, thì bây giờ mình sẽ cho đậu phụng vào trong phần chè. Đó, các bạn thấy không? Cái phần chè chuối mình nè, đó mình sẽ cho các bạn coi cái độ sánh nè, đó vừa thì vừa nó sánh vừa thôi các bạn, để một hồi nó nguội á, đó các bạn một hồi nữa nó nguội là nó sẽ đặc hơn tí xíu nữa nha, đó vì cái phần chuối này nó vàng ôm rất là ngon luôn, đó thì cái phần chè chuối mình giờ mình đã nấu xong rồi các bạn. Mình đã nấu xong rồi, nếu mà các bạn nào cảm thấy thích đó thì các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký. Phần dưới mình có nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi nha. Cách làm đơn giản cũng không mất nhiều thời gian của các bạn. Các bạn sẽ mua một nhánh chuối hay là nhà các bạn có trồng thì các bạn sẽ nấu chè chuối, sẽ làm bánh chuối. Thì nếu như các bạn mua về, mình chúc các bạn làm thành công và may mắn nha. Và đến đây video mình đã xong thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian bạn theo dõi video mình. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Xin